chào các bạn. Chỗ xa xa chỗ này nè, có cái tháp đó, à, giống cái tháp à. Đó là tòa nhà La Mát 81. Thì nó hơi xa, bây giờ mình sẽ tìm cái đường mình đi tới đó nha. Đây là cái đường Điện Biên Phủ nè, nó ngay cái tháp tháp nước nè. À, đây là ngay chỗ mà cây cầu Dược ở ngã tư Hàng Xanh nè. Ở đây người ta có bán tên nhót, nhót Hà Nội. Không biết là tới nhót có phải ở ngoài Hà Nội đi vô không? Thấy dạo này người ta bán nhiều lắm. Dạ, tới ngã tư rồi.
đây em đây tới nha chỗ cái cầu Dược, đi qua Nguyễn Hữu Cảnh nè. Đó, ở đây mình có thể mình nhìn thấy nó gần gần rồi đó. Phía trên đỉnh là cái gần cẩu nha, chứ không phải là cái trụ hay là cái tầng gì đâu, cái gần cẩu á. Đứng đây nhìn mỏi cổ lắm. Tại vì chỗ này mình không có băng qua bên kia được. Chỗ này là cầu Sài Gòn nè.